tìm đứa xe của Tom. Chào Amber, có chuyện gì mà vội vậy? Bạn bị dính gì đó khắp người Amber à? Bạn ổn chứ? Sao? Bạn ăn bánh bông lan cùng với Carrie và không may bị đổ nước siro lên người à? Tai nạn luôn xảy ra Amber à? Đôi khi chúng ta cũng hơi vụng về. Bạn nên tới tìm rửa xe của Tom đi. Nước siro sẽ sớm trở nên nhớp nháp khó chịu lắm đó. Ôi trời, có vẻ như vết siro đó đã thu hút tất cả các loại rác rồi Amber à. Tới nơi rồi, tìm rửa xe của Tom. Tom đã nghe tiếng xe của bạn Amber à, và cho rằng bạn cần phải rửa xe khẩn cấp. Anh ấy hy vọng ít nhất bạn cũng đã ăn bánh ngon miệng. Làm gì trước đây Tom? Vòi tắm hoa sen à, để rửa trôi những thứ nhẹ đi. Thật là tuyệt, bên này đã sạch rồi. Giờ chúng ta chỉ cần rửa sạch những vết siro đó. Bạn nghĩ Tom sẽ dùng một loại xà phòng đặc biệt à? Bạn nói đúng. Bạn cần phải được rửa thật kỹ để còn lui tới bệnh viện nữa. Ý hay đó Tom. Hãy dùng miếng bọc biển đặc biệt có lớp nhám nào. Xong, làm được rồi. Cần đảm bảo là những vết siro đã sạch hết. Bạn sẽ dùng những thiết bị vệ sinh công suất mạnh với Amber đúng không Tom? Tới lúc tắm với xà phòng rồi Amber. Thấy thoải mái rồi phải không? Được rồi, tới lúc rửa sạch những vết dơ đó rồi. Làm gì tiếp theo đây Tom? Đã sẵn sàng chưa Amber? Có nhột không? Tới lúc xả sạch lớp xà phòng rồi. Bật máy sấy lên nào. Được sấy khô thật là thoải mái, phải không Amber? Xong chưa vậy Tom? Hoàn thành việc tắm rửa cho Amber chưa? Ý hay đó. Một ít xi bóng sẽ làm cho cô ấy bóng loáng khi đến thăm bệnh nhân. Amber à,
nhìn bạn lấp lánh quá, sạch như mới luôn, không còn vết siro nào trên người. Amber nhìn thật là tuyệt, Tom à. Cảm ơn vì mọi thứ. Tom nghĩ là bạn nên cẩn thận với nước siro đó, Amber à. Tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại lần sau. Chào bạn Katie. Bạn muốn tham gia cuộc đua sao? Ý kiến hay đó, hy vọng bạn chiến thắng. Nè nè, Matt kìa. Chắc là anh ấy đang điều tra một vụ án. Coi trên thùng hồ kìa Matt. Xong rồi. Dính hồ khắp người rồi. Đừng lo Matt à. Tìm rửa xe của Tom sẽ giúp cô ấy sạch sẽ lại ngay thôi. Tới nơi rồi. Hãy theo Tom, Katie à. Anh ấy là chuyên gia rửa xe của thành phố xe hơi đó. Vậy Tom à, kế hoạch lần này là gì vậy? Chà, có quá nhiều cách để rửa xe ở đây. Hoàn hảo, Katie cần thật nhiều xà phòng để tẩy lớp hồ khỏi người cô ấy. Mình cá là bạn rất thích thú vì được rửa cho sạch lại, phải không Katie? Tuyệt. Mình nghĩ bạn vẫn còn hơi dính một chút. Chà thật kỹ có thể tốt hơn đó. Ý kiến hay lắm. Nhìn kìa, nhiều bọt xà phòng ghê. Tới lúc rửa sạch cho bạn rồi. Ồ, hoàn thành bằng cách này vui à nha. Bà đã sẵn sàng để chơi nhảy ván chưa Katie? Nhảy đi nào. Wow, một cú rơi thật đã. Gần xong rồi đó Katie à. Tụi mình chỉ còn sấy khô cho bạn thôi. Làm xuất sắc lắm Tom. Không ai biết được Katie vừa mới dính hồ khắp người. Mình nghĩ bạn vừa được chăm sóc tốt đó Katie. Bạn vẫn còn phải dán poster nữa chứ. Được rồi, làm tiếp thôi. Tạm biệt Tom. Cảm ơn bạn đã giúp đỡ. Tạm biệt Katie. Chúc bạn may mắn trong cuộc đua. Tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại lần sau. Cherry nhí, em làm gì ngoài này vậy? Em muốn có được sức mạnh băng giá giống như Frozone trong phim Gia đình siêu nhân à? Cách đó không hiệu quả đâu Cherry nhí. Em nên vào trong nhà và sưởi ấm trước khi bị cảm lạnh. Cherry nhí, em bị đóng băng rồi. Hình như em bị kẹt cứng rồi. Thôi được, anh sẽ gọi cho Tom giúp em. Các bạn đang làm gì vậy?
Ồ, thi trừng mắt à. Các bạn có thể giúp Cherry nhí không? Em ấy muốn có sức mạnh băng giá giống như Frozone, nhưng lại bị kẹt trong băng rồi. Hôm tới để đưa em ra khỏi băng đây. Phòng nào trước đây Tom? Phòng làm tan băng à? Đừng lo Cherry nhí, bọn họ rất là chuyên nghiệp đó. Đã xong chưa? Em vẫn còn lạnh à? Em nên sưởi ấm trước khi bị cảm đó. Có ý tưởng gì không Tom? Một vòi tắm nước nóng mà, ý hay đó. Giờ đã thấy ấm hơn chưa, Cherry nhí? Có ý nào khác không, Tom? Một nhà tắm mà, ý kiến xuất sắc đó. Bây giờ em thấy ấm hơn chưa, Cherry nhí? Đang thư giãn à? Cảm ơn các bạn vì mọi thứ. Chà, một súng bắn nước kỳ diệu. Dù không phải là sức mạnh băng, nhưng cũng rất tuyệt. Cảm ơn vì tất cả. Hẹn gặp lại lần sau. Chào Lily. Chà, nhìn bạn hôm nay chắc là bận dữ lắm. Bạn vừa đưa mấy đứa trẻ đi dã ngoại sao? Tới các ngọn núi à? Có vẻ như bạn đã phải chạy một ngày dài rồi. Nhưng nhìn xem Lily, trên người bạn đầy những vết xước và bị lấm lem hết sau một ngày dài ngoài đường. Wow, khoan đã Lily. Chúng ta cần phải rửa sạch cho bạn và làm cho bạn thật đẹp để có thể ra ngoài và hỗ trợ các xe hơi nhí. Và chỉ có một nơi để tới thôi. Đó là tiệm rửa xe của Tom. Chào Tom. Hình như bạn cũng có một ngày tốt lành phải không? Mà tụi mình cần bạn giúp đỡ Lily. Cô ấy có vài vết xước và bùn đất trên người sau một buổi dã ngoại. Phải Tom à, đúng là ý kiến hay. Sử dụng dịch vụ đánh bóng của bạn. Bạn sẽ cần đến một miếng vải mới và tốt để đảm bảo cho việc đánh bóng được hiệu quả. Màu vàng là màu ưa thích của bạn, vậy sao không chọn nó nè? Được rồi Lily, Tom đã sẵn sàng để giúp bạn được sạch sẽ. Bạn đã chuẩn bị xong chưa? Tuyệt, đừng lo, sẽ rất vui đó Lily. Hãy bắt đầu với vòi phun nước và miếng xốp xà phòng để lau sạch bùn đất. Một khởi đầu tốt đó Tom. Và giờ là lúc rửa bằng nước để làm trôi đi những vết bẩn. Được rồi Lily à, Tom sắp bật công tắc máy sấy khô để chuẩn bị cho việc đánh bóng đó. Sắp xong rồi Lily.
Tom à, chuẩn bị đánh bóng chưa? Được rồi, Tuyết. Bắt đầu thôi nào. Ồ, bạn nhột sao Lily? Cố chịu một chút thôi nha. Quả thành chưa Tom? Bạn có nghĩ là Lily đã bóng loáng chưa? Chà chà Lily, mưa tạnh rồi. Bây giờ nhìn bạn bóng loáng dưới ánh mặt trời. Chờ một chút, có phải đó là điều mình nghĩ không? Nhìn kìa Lily và Tom, cầu vồng xuất hiện kìa, và ánh cầu vồng phản chiếu trên người của Lily. Thật ngạc nhiên phải không Tom? Bạn chắc chắn đã làm tốt công việc với dịch vụ đánh bóng đặc biệt đó. Cảm ơn vì mọi thứ Tom à. Hẹn gặp lại. Tìm rửa xe của Tom. Hình như có một vụ hỏa hoạn trong thành phố xe hơi. Và chiếc xe cứu hỏa đang thu hồi vòi rồng lại nhìn giống Frank quá. Nhưng màu xe thì lại khác. Ồ, là bạn sao Frank? Nhìn bạn khác quá, bị dính đầy khói bụi rồi. Sao, bạn còn phải đi dự tiệc nữa à? Vậy thì bạn nên tới tiệm rửa xe của Tom, nhanh lên. Chào Tom, hôm nay tiệm có mở cửa không? Tuyệt lắm. Frank cần phải đi dự tiệc, nhưng anh ấy bị dơ sau khi dập tắt một đám cháy. Bạn có thể rửa sạch sẽ cho anh ấy không? Không còn thời gian nữa đâu. Sẵn sàng để tắm chưa Frank? Vòi tắm hoa sen sẽ rửa trôi những vết bẩn. Ôi trời, có vẻ sẽ cần nhiều nước hơn mới rửa sạch được những vết nám khói đó. Ý hay đó Tom, xà phòng sẽ có hiệu quả. Chà, nhìn bạn sạch hơn một chút rồi Frank à. Nhưng chỗ nám đó rất khó để tẩy sạch. Đừng lo, Tom chắc chắn sẽ rửa sạch cho bạn để kịp đi dự tiệc. Sẵn sàng tắm với bọt biển chưa Frank? Hiệu quả rồi, bọc biển sẽ chà sạch những vết nám cuối cùng. Chỉ còn vài bước nữa thôi, Frank à, và bạn sẽ đi được rồi. Đứng yên nha, Frank. Và Tom sẽ khởi động máy sấy. Bạn có đủ thời gian để đánh bóng trước khi đi dự tiệc không? Frank, thật kinh ngạc, bạn sáng bóng luôn. Tom có một thứ nữa dành cho bạn, Frank à.
Tuyệt, một cà vạt nơ. Bạn đã sẵn sàng đi dự tiệc rồi. Làm tốt lắm, Tom. Bạn rửa xe rất là giỏi đó.